Xin chào tất cả các con. Thầy phải làm thêm cái video này để giải thích rồi lấy ví dụ cho chúng ta hiểu kỹ hơn về dãy số bị chặn. Ở video lý thuyết thì thầy đã nói thế nào là dãy số bị chặn trên này, cho ví dụ thế nào là bị chặn dưới này, thế nào là bị chặn. Nhưng có vẻ như cái thời lượng video đó nó nằm trong một cái video lý thuyết đầy đủ, tức là nó chỉ là một phần nhỏ nên chúng ta cũng chưa kỹ và đồng thời cũng làm bài tập chưa được nhiều. Mà nói chung cái phần dãy số này nó khá là mơ hồ đối với nhiều bạn, tăng giảm cũng là mơ hồ, phải vài buổi chúng ta mới hiểu được. Thế rồi bị chặn cũng mơ hồ, và cái bị chặn này nó còn mơ hồ hơn cả cái tăng giảm, bởi vì bị chặn thì cái số m lớn hay là m nhỏ nó lại còn không duy nhất cơ. Thầy có phân tích như thế đúng không? Rồi bây giờ thầy sẽ nói nôm na thôi, không nói theo cái kiểu toán học nữa, làm sao để chúng ta dễ hiểu nhất và dễ vào trong đầu nhất nhá. Bị chặn trên một dãy được gọi là bị chặn trên nếu như thế nào? Nếu như giá trị của các số hạn là không thể lớn mãi, nó không thể nào mà cứ tăng lên mãi được, nó không thể nào lớn mãi được, thì như vậy là bị chặn trên. Thế cái khái niệm trên và dưới ở đây là như thế nào? Thì ta nói đến cái sự tăng đi, sự tăng là đi từ dưới lên trên. Cái trục số thì bình thường người ta vẽ nằm ngang, bây giờ thầy vẽ nó nghếch lên. Đây, số 0 ở đây, phía này gọi là phía dưới, phía này gọi là phía trên. Và xu hướng tăng lên thì gọi là lên trên, xu hướng giảm xuống thì gọi là xuống dưới. Thế một dãy bị chặn trên là một cái dãy mà nó không thể lớn mãi, tức là nó có thể tăng, nó có đi dần lên, nhưng mà đến một chỗ nào đấy là nó bị chặn lại, nó không thể vượt qua cái số m này được. Thấy hiểu không nào? Nha. Ví dụ dãy nào mà không thể lớn mãi, ví dụ cái dãy UN bằng n trên n cộng 1. Đây là một dãy tăng, nó cứ tăng lên nhưng bị chặn trên. Đây, nó hay không? Tăng nhưng mà không phải tăng mãi đâu, tăng nhưng mà vẫn bị chặn trên. Đây, ta liệt kê thử thì biết 1 phần 2 là cái số U1 đúng không? Thay 1 vào đây, 1 phần 2, rồi đến 2 phần 3, 3 phần 4, 4 phần 5, 5 phần 6, 6 phần 7, 7 phần 8, vân 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 vân. Ta thấy không? 1 phần 2 là 0,5 đúng không? 2 phần 3 là 0,66 đúng không? 3 phần 4 là 0,75, 4 phần 5 là 0,8. Cứ như vậy nó cứ tăng dần lên, tăng dần, tăng đến 99 phần 100. Suýt được 1 rồi đấy. Tăng tiếp đi, tăng đến 999 phần 1000. Tăng tiếp đi. Đấy, tăng mãi nhưng không bao giờ vượt quá số 1. Cả cái dãy này nó luôn nhỏ hơn số 1. Và như vậy ta nói dãy này là dãy bị chặn trên. Được chưa nào? Đây, ta sẽ viết vào đây. Vì n thì nhỏ hơn n cộng 1, tử nhỏ hơn mẫu, nên un nhỏ hơn 1. Và ta kết luận đây là dãy bị chặn trên. Đó. Thế rồi một cái dãy khác, thầy cho ví dụ UN bằng 1 trên N. Dãy này nó cũng bị chặn trên. Bởi vì sao? 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 4, 1 phần 5, vân 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 vân. Nó vẫn nhỏ hơn 1 mà. Rồi một dãy khác. Đấy, nhiều số 1 quá ta lại tưởng bài nào cũng chặn trên bởi số 1 thì chết. UN bằng 13N cộng 1 trên 2N cộng 3. À, số nó khác đi một chút. Thì thầy gợi ý một cái mẹo nho nhỏ là gì? Trên tử mình thấy nó có 13N cộng cái gì đó tính sau, dưới mẫu nó có 2N cộng cái gì đó tính sau. Có vẻ như 13 chia 2 thì được 6,5, 6,5 ấy. Thì ta coi như là 6,5, tức là sấp xỉ 6,5. Rồi, sắp xỉ 6,5. Vậy là nó sẽ phải nhỏ hơn 7. Mình sẽ có một cái dự đoán là thử xem
UN có nhỏ hơn 7 hay không? Thì mình lấy 13N cộng 1 chia 2N cộng 3 cho nhỏ hơn 7. Vậy ta sẽ quy đồng lên là 13N cộng 1 nhỏ hơn 14N cộng 21. Ta thấy điều này đúng không? 13N cộng 1 thì nhỏ hơn 14N cộng 21. Điều này là đúng luôn. Và chốt lại là UN sẽ phải nhỏ hơn 7. Vậy UN nhỏ hơn 7. Vậy ta suy ra đây là bị chặn trên. Nhá, bị chặn trên. Xong chưa? Rồi. Ba ví dụ thôi được không? Nhá. Bị chặn trên là cái giá trị của cái dãy đó nó không thể nào lớn mãi được. Không thể lớn mãi, nó cứ tăng dần hoặc là như thế nào đấy thì tùy, nhưng mà nó sẽ bị chặn trên bởi một số. Không bao giờ nó vượt quá cái số này. Thì đó gọi là bị chặn trên. Rồi, bây giờ sẽ nói về bị chặn dưới. Bị chặn dưới nha. Chúng ta phải đợi thêm một chút để thầy xóa cái bảng. Xong chúng ta sẽ giải quyết với nhau cái phần bị chặn dưới. À, thầy phải dùng cồn mới xóa được đây. Cồn xóa thì nó nhanh. Sạch. Cái lúc thầy xóa bảng này chúng ta thấy không cái việc gì cả, không ghi chép gì hết, chúng ta tua qua đi nhá. Học của chúng ta chủ động, chúng ta tua qua đi cho thầy. Thầy không muốn phải biên tập cái video vì nó mất rất nhiều thời gian. Thầy quay cái này chỉ 15-20 phút nói chuyện với chúng ta cho ta hiểu bài thôi. Nhưng nếu mà đem nó ra cắt ghép, biên tập, chỉnh sửa mất cả tiếng. Nên là thôi nhá, làm cho nó hiệu quả về mặt giá trị thôi. Không để cao cái hình thức lắm. Bị chặn dưới. Bị chặn dưới là cái dãy mà các số hạng nó làm sao? Nó không thể bé mãi nha. Các số hạng không thể bé mãi. Tức là nó không thể nào mà nó cứ bé mãi, nó âm mãi được. Cái phía dưới là cái gì? Chặn dưới, thầy nói rồi. Cái trục số thì vẽ theo chiều như này đi. Số 0 nằm ở đây. Thì cái phía đằng này này thì gọi nó là phía dưới. Và ý của người ta là gì? Là tất cả các số hạng có thể biểu diễn trên trục số. Nhưng mà nó chỉ đi đến đây thôi. Là nó dừng. Nó không thể nào mà đi tiếp xuống dưới được. Nó không thể nào bé mãi được nhá. Không thể nào bé mãi. Nó không thể nào âm mãi được. Không thể âm mãi. Không thể tiến đến âm vô cùng. Rồi, ví dụ. Cái dãy bị chặn dưới là dãy nào? UN bằng 1 trên N. Cho nó dễ hiểu. Thế dãy này thì nó giảm. 1 phần 1, 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 4, 1 phần 5, vân 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 vân. 1/100, vân vân, 1/1 tỷ, vân vân. Nó cứ giảm mãi. Nhưng lúc nào nó cũng lớn hơn không. Nó không bao giờ bé mãi. À, được chưa nào? Đây là dãy bị chặn dưới. Đây, suy ra. Bị chặn dưới. Thế cái dãy nào nó không bị chặn dưới nào? Để cho ví dụ về dãy không bị chặn dưới. Nha, dãy không bị chặn dưới. Rồi, dãy không bị chặn dưới. Là UN bằng trừ N. Bắt đầu liệt kê này. Trừ 1, trừ 2, trừ 3, trừ 4, trừ 5, vân 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 vân. Nó âm mãi, âm vô cùng luôn. Thì dãy này là dãy không bị chặn dưới. Thế nó có bị chặn trên không? Dãy này có bị chặn trên. Bởi vì sao? Bởi vì
Cái trừ n thì lúc nào nó cũng nhỏ hơn số 0, là nó có bị chặn trên. Nhưng mà nó cứ âm 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 âm, nên chỗ này ta ghi là không bị chặn dưới. Hiểu được cái này không? Hiểu được không? Rồi. Nha. Không bị chặn dưới. Bởi vì nó cứ âm mãi. Còn nếu mà bị chặn dưới, tức là nó không bao giờ được được bé mãi, nó chỉ bé đến một cái lúc nào đấy thôi. Rồi. Tiếp tục. Bị chặn là khái niệm mà người ta muốn nói đến cái việc bị chặn cả hai đầu nhá. Bị chặn là gì? Bị chặn là dãy bị chặn cả trên và dưới, là dãy bị chặn cả trên và dưới. Ví dụ một dãy bị chặn cả trên và dưới nào. Rất nhiều ví dụ mà quen thuộc nhất thì cứ lấy những cái chúng ta đã từng làm qua. Cái n trên n cộng 1 này này, tử nhỏ hơn mẫu nên nó nhỏ hơn 1, bị chặn trên. Tử dương mẫu dương nên nó lớn hơn 0, bị chặn dưới. Vậy dãy này là dãy bị chặn. Rồi, 1 trên n, 1 trên n thì nó cũng nhỏ hơn 1, nhỏ hơn bằng 1, và nó cũng lớn hơn 0. Dãy này là dãy bị chặn cả hai đầu. Thế dãy trừ 1 trên n thì sao? Trừ 1 trên n thì nó lại nhỏ hơn 0, âm mà nhá, và nó lớn hơn hoặc bằng trừ 1. Trừ 1 này, trừ 1 phần 2, trừ 1 phần 3, trừ 1 phần 4. Đó. Nó có cả tỷ số. Nhưng mà có đặc điểm là gì? Nó chỉ chạy từ đây đến đây thôi là hết. Không bao giờ vượt quá hai cái đầu này. Nó không bao giờ bé hơn trừ 1 được. Nó cũng không bao giờ lớn hơn 0 được. Bị chặn trên, bị chặn dưới. Hai bên này người ta gọi là trên dưới. Bên phải gọi là trên, bên trái gọi là dưới. Đây này, theo cái trục số này nhá. Bên này gọi là dưới, bên này gọi là trên. Một dãy mà bị chặn cả hai đầu thì cái hình vẽ là nó có một cái trục số. Xong rồi dưới này nó chặn bởi số m, trên này nó chặn bởi số m. Cả tỷ số thì nó cũng nằm trong này thôi. UN nhỏ hơn hoặc bằng một số m nào đó, lớn hơn hoặc bằng một số m nào đó. Còn ta không thích viết dấu bằng thì cũng không sao. Tại vì thay vì cái chữ m này ấy, mà nó có dấu bằng, thì ta đẩy nó thành m cộng 1 thì nó sẽ thành nhỏ hơn thôi. Tức là UN nhỏ hơn m cũng được, lớn hơn m cũng được. Cái m này này, các cái số m này này bị chặn trên chặn dưới này, nó không phải là duy nhất. Thay vì người ta viết như thế này thì thầy hoàn toàn có thể viết theo kiểu như thế này, mà trong toán học thì vẫn phải được coi là đúng chứ không thể nói là sai. Đây cũng là cái dãy kia nha. Thầy không viết là nó lớn hơn không, nhỏ hơn một nữa, mà thầy tự đổi nó đi, viết như sau: n trên n cộng 1. Thầy thích viết nó nhỏ hơn 2, có sao đâu. Thì đúng là nó nhỏ hơn 2 mà. Nó nhỏ hơn 1 thì tất nhiên nó nhỏ hơn 2. Rồi, nó lớn hơn trừ 1, có gì sai đâu. Nhá, 1 trên n thì thầy thích viết nó nhỏ hơn 100, đúng không? Đúng. Lớn hơn âm 10, đúng không? Đúng. Số dương thì lớn hơn số âm. Đó, kiểu như vậy. Nên mới nói cái số m này này không duy nhất. Mà vì cái tính không duy nhất này nên chúng ta mới thấy phần bị chặn này nó bị dối. Dối là do chúng ta mới học và ta cũng chưa kỹ. Còn khi mà chúng ta hiểu kỹ rồi nhá, xong rồi làm bài tập, thực hành đi thực hành lại, thì ta sẽ thấy phần này nó không quá khó đâu. Không quá khó theo nghĩa là chúng ta cần cho các bài kiểm tra và thi học kỳ. Chứ còn dãy số là một chủ đề khó trong toán học. À. Hy vọng là việc thầy làm thêm một cái viết như này, trình bày lan man thêm như này, sẽ giúp cho chúng ta hiểu về cái phần này kỹ hơn. Nếu vẫn không hiểu thì nhắn tin, viết vào phần bình luận hỏi thầy, thầy sẽ giải đáp tiếp. Thầy phải biết chúng ta không hiểu cái gì thì thầy mới biết đường mà nói mà giảng.